Mến chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nhận định nửa đầu tuần tháng 9 năm 2021, MZO, một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, chủ yếu góp phần làm gia tăng đối lưu trên khu vực Ấn Độ Dương, sau đó chuyển dần đến khu vực Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía nam của nước ta. Trong tháng 9 năm 2021, khả năng có khoảng từ 2 cho đến 3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của miền Trung. Cũng trong tháng 9 này, mưa tập trung nhiều hơn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động chủ yếu của hệ thống gió mùa Tây Nam nên tiếp tục có nhiều ngày có mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung về chiều tối và tối. Trên phạm vi cả nước tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết bất thường cực đoan thì người dân cần kiểm tra tình trạng mái tôn, gia cố cho chắc chắn, quan sát những cây cổ thụ ở gần nhà, phát hiện tình trạng mục cần báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý. Khi có mưa dông, thấy có dấu hiệu gió mạnh, sấm sét, cần đóng chặt các cửa nhà, cửa sổ, rút các thiết bị điện ra khỏi ổ, không đứng gần chỗ có nước đọng. Để phòng tránh dông sét, chủ động kê cao đồ đối với vùng trũng thấp thường xuyên ngập, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết. Quay trở lại với thông tin dự báo thời tiết, các khu vực trên cả nước đều có mưa rào, cục bộ có những nơi có mưa to vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ, riêng khu vực Tây Nguyên là từ 28 cho đến 31 độ. Cụ thể dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước như sau. Tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ khoảng 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tại Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là khoảng từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tại Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.